Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đấy, lâu lắm rồi hôm nay bà lại tiếp tục làm clip các cháu ạ. Vì năm cũ nó đã hết rồi, năm mới nó đã tới, cho nên là không khí nó bước vào năm mới nó cứ chết chi là lắm việc các cháu nhá. Thì các cháu ơi, hôm nay bà cũng rất chi là bận, nhưng bà bớt chút thời gian để bà làm clip các cháu nhá. Thì hôm nay bà sẽ tiếp tục làm clip, bà sẽ làm một clip coi là đĩa cá viên chiên sốt Thái chua ngọt các cháu nhá. Đây, các cháu nhìn này, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của đĩa cá viên chiên sốt Thái chua ngọt. Đây bà chuẩn bị, đây là viên chiên bò. Đấy, còn đây là viên chiên cá, mấy lại xúc xích siêu nhỏ đấy các cháu này. Đấy, nguyên liệu đấy, bà chuẩn bị rất là nhiều. Hôm nay bà làm đĩa thật là to. Với gia vị như là có tương ớt Hàn Quốc rồi, tương ớt này, nước mắm này, rồi chanh này, tỏi này. Đấy, gia vị đấy, món chua ngọt đấy các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn này. Bà sẽ đi coi là xiên cá viên chiên vào cái que xiên nhá. Sau bà nấu nước sốt, xong bà cho xiên vào, sau bà bỏ lên bà rán này, rán chín lên, sau bà nấu nước sốt chua ngọt, sau bà tưới lên cái là chén thôi các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bà làm rồi, bà lại mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà cho nó vui nhá. Thôi bây giờ bà đi thực hiện luôn này. Thì các cháu xem clip này có thấy hay là like và chia sẻ video thật nhiều và giúp bà nhá. Thôi bà đi thực hiện luôn này. Bây giờ bà bắt đầu xiên vào que nhá. Đây que xiên này các cháu này. Đấy, xiên vào que này, xong bắt đầu coi là bà rán nó lên, chín lên, xong bà nấu nước sốt Thái chua ngọt, bắt đầu tưới lên cái là cầm như này là bắt đầu là chén rồi các cháu nhá. Đấy. Wow, đây là cá viên chiên cá đấy các cháu này. Đấy, vị màu trắng. Còn đây là xúc xích coi là siêu nhỏ. Wow, đấy. Sau là đây là viên chiên cá. Rồi, bây giờ bà cho, đây là viên chiên bò này các cháu nhìn này. Ui đấy, thế sao lại tiếp tục. Wow, các cháu nhìn thấy chưa, hấp dẫn chưa. Đấy, bà được để đây. Đấy, bà làm tiếp. Wow, các cháu ơi, đấy, thế là bà xiên được một khay đầy rồi này các cháu này. Thì bây giờ bà đi nhóm bếp để chiên nhá. À, các cháu ơi, đấy, bây giờ bà sẽ bỏ vào chảo, bà chiên, bà rán nhá. Đây, các cháu nhìn thấy chảo mỡ đấy, nó đã già rồi. Thế bây giờ bà bỏ vào nào. Thế là, wow. Đấy. Các cháu ạ, nó xèo xèo rồi. Thôi, bà bỏ ít thôi. Để đây. Bà rán mấy cái một thôi các cháu ạ. Wow, wow, đấy các cháu nhìn này. Cái chú này vàng và gắt la này. Các cháu nhìn này đấy. Nó lướt lướt này, nó lướt lướt để các cháu này đấy. Rồi bà vớt ở đây. Thơm lắm các cháu ạ. Ui là rất thơm đấy. Nó lổ đây các cháu nhìn này, sao nó lổ hết ra như này. Đấy, nó lổ này đấy. Nó lổ đấy. Wow, gấp ra. Các cháu ạ, gần đầy rổ rồi, các cháu nhìn thấy chưa, vàng thộm đấy. Các cháu ơi, tí lắm mà tưới nước sốt Thái chua ngọt vào rồi, ngon đấy các cháu ạ. Đây này, bà chỉ cho nhỏ lửa thôi, đấy, lăn tăn thôi cho nó ngon. Cùng đây các cháu nhìn này, đấy, hết rồi. Bây giờ bà sẽ vớt ra nhá các cháu nhá. Sau bà đi nấu nước sốt Thái bắt đầu bỏ vào. Đấy, thế là bà đã rán xong cá viên chiên rồi. Bây giờ đến cái bước tiếp theo, bà đi nấu nước sốt chua ngọt các cháu nhá. Đây, đây này, bà đã phi mỡ rồi. Bây giờ bà bỏ tỏi vào này. Wow. Wow, thơm đấy các cháu ạ.
vang nổi lên. Bây giờ bà sẽ bỏ tương ớt vào này các cháu nhìn này. Đường đấy. Bỏ nước mắm vào này. Các cháu nhìn này. Đây là nước mắm đấy. Các cháu nghe bát. Sao nước mắm này các cháu nhìn này. Đấy. Đây là tương ớt Hàn Quốc các cháu này. Bỏ lấy cái này vào múc. Tương ớt Hàn Quốc. Thôi bà không cho. Bà không cho bột ớt nữa các cháu ạ. Nó cay thật, các cháu nhỏ không ăn được. Đấy. Để các cháu nhìn này. Nước sốt nó sánh rồi đấy. Khả năng bây giờ bà sẽ bỏ chanh vào nha các cháu nhá. Đây là nước cốt chanh này. Đấy. Thôi nước cốt chanh đấy cho cháu ạ. Các cháu nhìn chưa? Rồi bà bỏ cá bên trên nó vào lại. Đấy. Bà xốc đều lên. Các cháu ạ, cả que lồng cổng. Đấy. Một cháo đây. Được chưa? Các cháu ơi, đấy, bà cứ xào cá xiên này cho nó ngầu. Các cháu nhìn thấy hấp dẫn chưa? Đấy. Các cháu này, ngon không? Đấy, nó cuốn đều vào này, gia vị nó cuốn đều vào đây này, đấy. Rồi, bà đảo, bà nhấc ra khỏi bếp nhá. Xin chào bà nhá. Các cháu ơi, đây này các cháu này, đấy thế là đĩa coi là cá viên chiên sốt thái chua cay đấy các cháu ạ. Wow, ngon đấy bà. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với mấy bà cháu nhà bà nhé. Nhìn thức sợ đấy. Ngon thì bà nhở. Nhìn thức sợ đấy. Ngon đấy, thơm phức luôn. Bà gắp ra đĩa cho bà mời các cháu nhá. Các cháu lót giấy vào thưởng thức nhá. Vâng bà. Chưa gì cháu đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Các cháu ạ, rất là thơm, ngon. Bà hình như có cà chua sao, sốt cà chua sao bà nhỉ? Có sốt tương tương ớt. Thơm thật đấy. Đây đây, cháu Khánh đưa cho các bạn nhỏ dưới nhá. Đây, cháu Phúc đưa cho các bạn nhá. Bác Phúc chuyển đây. Rồi này, đây, các cháu đưa đây. Này cháu Khánh đưa lốt, cầm lốt đây. Này cháu Khánh. Cháu xin bà nhá. Rồi. Cháu để đây bà. Rồi lấy. Này đây bà mời cháu. Cháu Lam đây. Cháu Lam cầm đây nhá, con nót giấy bà. Đấy. Lam xin đấy, giỏi nhỉ. Rồi các cháu lấy ăn đi. Rồi cháu tự lấy nha bà nhá. Đây. Cháu tự lấy nhá. Đây, cháu tự lấy. Cháu tự lấy bà. Không. Ừ, ngay đây. Nó mắc lắm lấy cái gì? Nó mắc. Mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Mời tất cả các bạn nhá. Các bạn chua chua ngọt ngọt các bạn. Chua chua ngọt ngọt cay em ạ. Chua chua ngọt ngọt cay cay quá tuyệt vời luôn. Thơm lật bà nhờ. Thơm mùi cá. Mời tất cả các cháu nhá. Thơm lật. Đập vị phết. Mình ăn bà. Mình cảm thấy nó chua chua cay cay các bạn. Các cháu ạ, nó chua nó lại cay đó. Nhưng mà cay cũng ăn được đấy các cháu ạ. Ngon. Chua chua ngọt ngọt. Cay cay ngon. Mình hết kiên rồi các bạn. Mình làm cái xúc xích các bạn nhá. Xúc xích này ăn thơm rồi. Các cháu ăn mại nhá. Ngon các bạn nhá. Chua chua cay cay các bạn, không bị cay quá các bạn nhá. Ăn ngon các bạn ạ. Ngon nó các bạn ạ. Chua chua cay cay. Ngon lắm các bạn. Con mời cô chú ạ. Các bạn ơi, món này chua chua cay cay các bạn ạ.
Ngon lắm các bạn. Mình làm xiên nứa các bạn. Xiên thứ hai bạn ơi. Các bạn mình làm xiên nứa bạn nhá. Ngon lắm các bạn ạ. Ngon nhá. Ngon lắm các bạn ạ. Chua chua cay cay. Anh hấp dẫn đấy các bạn. Chua chua cay cay các bạn. Anh ngon. Chua chua cay cay các cháu ạ, thơm lắm, ngon. Quá được rồi luôn. Cái này mà hết một xiên nữa rồi. Anh hơn. Các bạn mình cái xiên thứ hai rồi các bạn. Có cả ăn sưởng các bạn. Đấy, không phải là chút bạn lại bị à? Bạn bị các bạn. Anh hơn mua anh em ạ. Rồi rồi, cái cay. Thơm rồi. Nghe bạch mè. Bạn bé ơi. Cày cày ngon thế. Được rồi, bạn nhá. Gì ấy? Bạn phải ăn mạnh lên. Ok, hết mâm này luôn. Bởi vì nhá, bạn những lính thì bạn được ăn nha chứ đâu. Đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Ăn mạnh lên. Còn cháu ạ, đấy bà hết 2 xiên rồi, xiên này là 2 rồi. Mình chia xiên thứ 2 các bạn. Mình bán xiên xiên nữa các bạn ạ, mình đi lính rồi mình không được ăn các bạn. Ăn thơm nó có mùi cá viên chiên nữa các bạn. Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào nhưng lính cho khỏe các bạn. Bạn biết cái lính thì cũng phải ăn hết xiên thứ 2 các bạn nhá. Bà Tân ơi, tôi chào điện nữa. À thế hả? Trời mày nhá. Các cháu này, đấy, nước sốt nó cuốn nhiều vào 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 cá bên trên đấy. Bắp giận lắm. Có ấp đà luôn. Cái cá ăn ngon. Này, cháu Phúc ăn mạnh nhá. Các cháu mời cô chú nhá. Con xin. Cái tôn mày lên. Các cháu ơi. Mày làm xin lửa bà. Đây hôm nay là cái clip của bà, hôm nay là đây các cháu nhé. Đấy, khổ. Đầu mấy phút cháu đây là cháu Viễn nhá. Cháu chuẩn bị gọi là đi gọi là sang riêng gọi là ngày 16 tháng 2 là cháu đi lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc nhá. Cho các bạn ở nhà gọi là được bình yên các cháu nhá. Các bạn ở nhà được bình yên. Đấy. Thế các bạn nhỉ. Nói chung là Viễn không thích đi bộ đội đâu, chạy chuột mãi thì không được các bạn. Không, không phải đấy là bạn Hoàng gọi là nói ấy thôi, cháu này đi mà đến tuổi đi bảo vệ đất nước mà các cháu ạ, à, mà khi mà đi lính ra ngoài là phun lên các cháu nhá. Ai mà đến tuổi chắc chắn là không phải đi các bạn. Không trốn được, trốn là không tốt nhá. Bạn ơi, các bạn làm cho cháu mỗi ngày ăn chết bạn nhá. Nó như bạn Khánh với bạn Bách là các cháu là có muốn đi lính không đi được. Khánh mà đi lính bắn bia rắc chết là phát cờ quá. Mày đi mình bắn chết người ta. Các cháu ạ, chuẩn bị tiếp theo mà clip của bà mà vắng mặt bạn Viễn ấy là chính là bạn đi lên đường nhập ngũ nhá. Thì các cháu ơi, đấy, hôm nay bà cũng tâm sự cho các cháu biết nhá. Thì các cháu ơi, còn cái clip của bà hôm nay là cái món cá viên chiên sốt Thái chua cay là bà ăn là bà cảm nhận nó lại vị chua này, vị ngọt này, vị mặn nó rất là đồng đều các cháu nhá. Ngon lại cay nhưng mà cay cũng ăn được các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà lại ăn tiếp này. Đấy. Quá ngon luôn bà. Các cháu ăn mày nhá. Ngon bà nhỉ. Ăn nó thơm quá. Nóng chiên rồi cô bà. Vâng bà. Ui. Cháu Phúc mời cô chú chưa? Cháu cu lam con mời cô chú lên. Con mời cô chú lại. Cháu ở đất chú. Con mời cô chú con. Đấy, cháu Tuấn với cháu Linh nào. Bé Linh nào, bé Linh mời cô chú là. Bà ơi, cháu xin đĩa nữa. À, đĩa nữa hả? Rồi. Mình làm riêng nữa anh em ơi. Cháu ăn mạnh nhá, cháu mời mạnh này. Bác Phúc đưa cho, cháu Phúc đưa cho. Đấy. Rồi rồi các bạn ơi. Rồi rồi các bạn ơi. Không sao bạn. Mình làm như nữa bạn nha. Kinh, bạn cái anh đúng nhỉ. Khi nấu là bạn cứ xiên que để cho nó dễ cầm thôi. Nhưng mà ăn lại phải lót giấy đấy. Rất là an toàn vệ sinh các cháu nha. Sạch sẽ luôn bà. Ngon. Các cháu ăn mạnh lên nhá. Vui quá. Rồi cháu no rồi bà. No chưa? No, no lắm. Cháu no lắm rồi bà. Anh cố đó. Các cháu ơi. Đấy, nhân tiện hôm nay là clip gọi là thì các cháu ạ, bây giờ hôm nay là cũng là năm cũ nó đã qua đi mất rồi. Năm mới nó sẽ tới các cháu ạ, thì bà sẽ gửi lời chúc tới tất cả các cháu cùng các cô các bác trên mọi miền cả nước nhá. Bước sang năm mới có một sức khỏe thật là dồi dào, an khang và thịnh vượng các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip thôi, thì clip của bà đây vẫn còn đây, tí nữa bà cho mấy cháu mấy cái để về làm quà nhá. Thì các cháu ơi, các cháu mà xem clip này có thấy hay thì like và chia sẻ video thật nhiều giúp bà nhá. Bây giờ bà chào tất cả các cháu. Chào các bạn.